Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua hàng Liên Quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Hello mọi người, mình là cái bị điền đến từ Điện Biên đây. Em người ạ, mọi người thấy không, do mình bị điên quá nên đầu của mình bây giờ đã chọc rồi, da của mình nó đen xì xì rồi mọi người ạ. Ok, thôi không nói nhiều nữa, vào thẳng vấn đề chính của hôm nay nhé mọi người nhé. Thì mọi người thấy gì không? Ui trời ơi, cao thủ 99 sao. Wow. Trận cuối là lên 100 sao mọi người ơi, đấy, quá quá căng thẳng luôn. Còn thách đấu thì tầm 107, 108 sao là lên rồi. Đó thì nay là mình sẽ làm video là chơi lớn luôn anh em ạ. Mang Adam vào leo trận cuối lên 100 sao với cả không dùng kỹ năng nhân vật. Nani? Không dùng skin súng luôn anh em ạ. Đây anh em ạ. Ui ơi, khổ quá, nhiều skin quá không khổ anh em. Đây anh em ạ, AK level 7 không dùng luôn, mình tắt hết skin súng luôn anh em, SK kiểu không dùng luôn đấy. Nói chung là không dùng cái gì luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Được của nó đấy. Nói chung là không dùng cái gì luôn, level 7 các kiểu vứt hết anh em, coi như là đéo dùng cái gì. Ok, bây giờ Kelly làm quả thử thách cả không kỹ năng nhân vật, không skin súng. Trận cuối lên 100 sao nhá mọi người nhá. Được em ơi. À đúng, cái đi bị điên thật anh em ạ. Nói chuyện như kiểu giọng thằng ngáo ấy. Ok, yo. Ok. Mua áo Kelly lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Hey anh em ơi, dạo này chơi PC nó kiểu dạng nó gắt thật anh em ạ. Ghép trận mãi mà không được, kiểu hình như Kelly bắn hay quá hay sao ấy. Gana không cho Kelly ghép trận anh em, ghép trận chục phút bây giờ mới được một trận anh em ơi. Từ từ xem. Ui ui, anh hùng Akira. Nani? Anh em ơi, trận cuối này 100 sao gặp anh hùng Akira, người ạ, cực kỳ gắt luôn anh em ạ. Moa bây giờ chữ lại luôn. Ui rồi, lúc nãy mình có vẻ như là tự tin lắm mà bây giờ là kiểu nó run run kiểu gì ấy anh em ạ. Trời ơi, bây giờ anh hùng bắn hay vác cả nồi ra, xong mình không có kỹ năng nhân và không có skin súng các kiểu thế này thì có vẻ như là toang rồi anh em ơi. Ui, một người gốc rồi, hay lắm anh em ơi, cố lên hạ gục anh hùng để tí ra càng khi anh hùng nào ấy. Ôi trời ơi, má chạy ra chỗ nào người đấy chỗ đấy nốc luôn anh em ạ. Rồi còn hai người bên này thôi, bây giờ là xử lý tận gốc tận lẻ luôn anh em ạ. Đây rồi, đấy đủ anh hùng rẽ chơi với gái à, chơi với dưa gái 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 đúng không? Đây rồi, đây rồi anh hùng, đây rồi, đây anh hùng, đây rồi anh hùng chết với em, anh hùng Akira, anh hùng Akira. Ui ôi, anh hùng bắn gắt đấy, dậy 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 đây. Em Kelly đây, tí không nhận ra, tí anh hùng tưởng là Kelly không có skin súng rồi Kelly pha ke để toàn lấy anh em ạ. Đấy anh em thấy không, HIFFT và hùng Akira và V2XL là anh em biết là anh hùng Akira rồi đúng không? Quá chuẩn luôn. Thật ra một sự trùng hợp không hề nhẹ anh em ạ. Bây giờ hiện tại là đêm rồi anh em ạ, bây giờ ghép trận là mình nghĩ là do kiểu dạng là PC á, xong ghép trận ai cũng không ghép trận được nên nó trục trận với nhau á. Đấy anh em ạ, có vẻ bây giờ là anh em phải bắn nhau rồi. Được sao anh hùng bắn gà Kelly Pro nên là chắc chắn là Kelly sẽ thắng rồi anh em ạ. À thế à? Ôi giời ơi, chưa gì rao này mình chuẩn bị thắng rồi anh em ạ. Đấy có vẻ như anh hùng gặp Kelly, anh hùng sợ anh hình run nên là không bắn được. Ok, đây là còn hai đứa rồi, đâu rồi, ra đây Kelly cần hết. Kelly 100 sao ấy, anh hùng thì chắc lên thách đấu rồi mọi người ơi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình nghĩ là chắc mùa sau là mình ra server Indo để mà chơi thôi mọi người ạ. Chơi ở bên Việt Nam này ghép trận mãi không được luôn á, mình ghép trận chục phút các kiểu không được các em ạ, buồn vãi cả lồi ra. May quá gặp anh hùng, nhưng mà anh hùng cũng bắn gắt lắm em ạ. Có khi anh hùng chấp mình hai trận cũng đây đấy chứ. Nhưng mà thôi, anh hùng gà. Anh hùng gà để cái đi tháng trước hai trận thế này là dở rồi em ạ. Yeah. Mua áo Kelly lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Toang rồi anh em ơi, có vẻ trận này là anh hùng bắn thật rồi đấy, nhưng mà không sao, Kelly cần hết Kelly Pro mà đúng không? Oliver nốc rồi. À, mùa sau thì sang Indo chơi anh em nào
có gì anh em hóng hài tình lên tách đấu với server Indo của Kelly nhá. Tại vì bên Indo nó không tách giải lập ấy nên chơi sướng lắm. Dạo này mình cũng kiểu dạng đam mê cày ở bên Indo luôn. Nhưng mà kiểu dạng là sắp reset rồi nên mình cố cày ở bên Việt Nam này để mà cho nó lên thách đấu, để mà còn lấy cái nền là nền thách đấu cho nó ngầu với em để còn đi tán gái chứ. Ok. Được rồi, tí ly ra đấm mình chết đây em ạ. XDL với chúng tôi. Adu anh hùng lại. Adu định bắn lên cái đi à. Từ. Hoa. Vừa mới chê anh hùng gà xong bây giờ anh hùng bắn thay vết cả lùi em ạ. Trời ơi là trời, có phải như là anh hùng đang chuẩn bị lật kèo đấy. Khó chết mẹ mày rồi con. Sắp đến Tết rồi, chuẩn bị về quê thôi. À paracetamol, em đang vui mừng ghê. Phải thì là môn. À thôi không nói nhiều nữa anh em ơi. Thì sắp đến Tết rồi đúng không? Mình có cái này để mà lì xì cho em. Câu đố lì xì cho em này. Câu đố này cực kỳ khó nha. Câu đố này chỉ cho dành cho mấy bạn kiểu dạng là biết mình từ ngày xưa kiểu hay theo dõi mình thôi. Anh em đoán ngày đầu tiên mà mình với anh Hùng Akira gặp nhau là vào ngày nào. Anh em comment xuống sau em để kèm ID vào cho mình nhá. Có gì mình sẽ lì xì cho em nhá. Đó, lì xì cho em mỗi người 230 kim cương luôn anh em ạ. Tuy ít nhưng mà mình sẽ cho nhiều bạn đó. Đây là Kugo bá khá, đây là thằng LVT hay chơi cùng mình nhá anh em nhé. Đấy, lúc đây này, ui ôi, sao họ vẫn biết nhỉ? Sao họ mới biết anh em nhỉ? Rồi, có vẻ như là toa là cụ đi chơi đánh toát rồi em. Thằng này cụ đi chơi đánh toát rồi. Nhìn thằng này bắn map lớn có vẻ như bắn hay đấy. Mà bắn vào tử chiến như con boss anh em ạ. À đúng rồi, dạo gần đây ấy, mình đưa TikTok anh em cứ kiểu dạng là hay kiểu dạng là nói về tử chiến map lớn đúng không? À, xong đủ thứ đúng không? Theo mình cảm nhận là tử chiến hay là map lớn là đều là một con game của Ganna làm ra. Đó, người trong cộng đồng còn kỳ thị lẫn nhau, nói gì nó cộng đồng nó sao văn minh được đúng không anh em? Quá chuẩn luôn! Thì mình lúc nào có hứng thì mình chơi map lớn xong... chơi tử chiến, nói chung là mình chơi qua lại hết à. Cái gì mình cũng chơi em, độc lang chiến cái kiểu gì mình cũng chơi hết. Thì cứ lúc nào gì xét danh là mình đều cày cái đấy em, không phân biệt đối xử em ạ. Nào là idol map lớn, nào là idol map nhỏ, xong đủ thứ mình nghe mà đau đầu hết cả. Kiểu gì cả, nhưng mà mình kiểu là làm gì có tiếng trong cộng đồng này đúng không? Mình sao lên tiếng đời em, lên tiếng phát là bị ăn táp ngay. Mua áo Kelly lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Mồm thì hay bảo là ghét mấy thằng so sánh game PUBG hay Free Fire đủ thứ. Nhưng mà đây người trong cộng đồng với nhau game là tử chiến hay danh thường đều cùng là một Ganna kiểu nó đưa ra. Đây lại đi kỳ thị lẫn nhau như thế này, chả sao ngoài kia nó so sánh game các kiểu nhau. Anh em người trong cộng đồng còn... Thôi không nói về vấn đề này nữa, mình méo biết nói anh em. Tập trung để mà chơi game thôi anh em ơi. Đó thì bây giờ là mình chuẩn bị lật kèo anh Hùng rồi, anh Hùng chuẩn bị toa rồi. Vừa nãy mình vừa mới kiểu là chơi anh Hùng xong, anh Hùng lật kèo đến 2 round rồi này. Nhưng mà không sao, Kelly lại thắng 3 round rồi. Anh Hùng trận này có thể là cụ đi chơi lại toát tới Kelly rồi. Anh em quân đoàn cu cố lên. Đây là Oliver và đây là Ngô Bá Khá. Vâng, anh Hùng Akira đã phải đạp xuống bởi Go bá khá rồi. Aparistamod á. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mà, bị ngáo lại rồi em ạ. Rồi, có vẻ trận này anh Hùng lật kèo rồi. Nhưng mà không sao, còn trận sau nữa mà. Kelly lật kèo tốt, Kelly pro mà đúng không? Anh em hãy tin tưởng Kelly chứ. Anh Hùng cũng chỉ là con boss thôi. Anh Hùng chỉ chết với Kelly nè. Ngày xưa anh em ạ, ngày xưa mình leo danh thử ấy, mình gặp anh Hùng buồn cười quá, anh Hùng quả đấy xong mình kiểu dạng ke anh Hùng bắn vào đầu anh Hùng ấy. Xong quả đấy là có một pha để lời luôn anh em ạ. Rồi xong rồi bây giờ là 3-3 rồi, trận phải làm như thế này nó mới căng thẳng đúng không? Hợp lý. Bây giờ là cứ thế mà chiến thôi, sợ gì bố con thằng nào. Kelly cần tết thôi anh em ạ, cần tết thôi anh em ạ. Bắn cho ra trò thôi anh em ạ. Anh em ở trong game này thì Kelly cũng bắn ra má anh em ơi. Anh Hùng với Kelly này. Ui ôi, hay lắm, knock 1 rồi.
Ui ôi, mình cũng rock bồ rồi. Mà tèo cặc đấy em, tèo có một cặc. Ôi ôi, này thì ke lựu đạn này, ke lựu đạn với chúng tôi này. Đấy, anh hùng này, tí phải giá khiết anh hùng mới được anh em ạ. Đây là mình nghĩ là anh hùng review nhá anh em, tại vì thách đấu, anh hùng cũng thách đấu mà anh em. Cầu lên thôi, ke đi không gán bố con thằng nào, ke đi sâu lên. Ke đi tuy có kỹ năng nhân vật nhưng mà rất hổ báo cáo trồn anh em ạ. Do bị nhiễm nhiều quá bây giờ đã bị chọc đầu ấy. Ok, trận này có phải như có một tươi sáng rồi em ạ. Còn hai người thôi, bên anh Hùng còn hai người chết này. Còn anh Hùng, anh Hùng Aki XTL, anh Hùng Aki là ai nhỉ? U đấy, bắn đấy, khét đấy em ạ. Còn hai rồi, hai đánh một không chốt cú kè. Hai đánh một không chốt cú kè. Cố lên em ơi, hay đó. Yeah, tôi 106 rồi. Mua áo Kelly lên ngay Shopee, đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Khá thế cả cổ rồi em ạ. Khá thế cả cổ luôn rồi. Đây em vì này, anh em vì này. Trận cuối lên 100 sao anh em ơi. Trận cuối lên 100 sao của Kelly. Ê, sorry anh Hùng vì Kelly đã đấy của anh Hùng 1 sao nhá. Kelly xin lỗi anh Hùng rất là nhiều. Đây mình vào thẳng cho anh em xem luôn đấy, để anh em biết là anh Hùng Diu hay anh Hùng Pake đó đây anh em nhá. Đây lịch sử đấu vừa này đó. Đấy kiểm tra Hùng Akira đấy anh em, nhìn quả thẻ vô cực thấy biết đủ hiểu rồi đúng không? Ok, thì chắc video của Kelly đến đây kết thúc. Em thấy hay đừng quên like và chia sẻ giúp Kelly nhé. Bye em nhé, bye em nhé.